Chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với Mini Game Esports. Như mọi người đã biết, 2020 là một năm vô cùng u tối khi không có đội tuyển Việt Nam nào được tham dự chung kết thế giới do dịch bệnh. Dù vậy, không vì thế mà giải đấu danh giá nhất Liên minh Huyền thoại chuyên nghiệp năm 2020 lại kém đi tính hấp dẫn. Một trong những yếu tố giúp cho chung kết thế giới 2020 được mong chờ đó là những cuộc chạm trán giữa các tuyển thủ chuyên nghiệp tài năng nhất hiện nay. Sau khi kết thúc lễ bốc thăm, các cặp đối đầu trực tiếp đầy căng thẳng cũng đã sớm lộ diện ngay từ vòng bảng. Vì thế trong video lần này, Mi Game Esports xin được mang đến cho mọi người những kèo đấu tay bò mà tụi mình đánh giá là hấp dẫn nhất tại chung kết thế giới sắp tới nha. Nếu đây là lần đầu vị bằng hữu ghé qua võ quán Mi Game Esports, hãy để lại một like, một share và một chiếc subscribe để bổn quán có thêm động lực tiếp tục sáng chế ra những bí kíp cho môn phái Esports này nha. Không để các quý bằng hữu chờ lâu nữa, chúng ta cùng vào video ngay sau đây. Kèo đấu đầu tiên là cuộc đọ sức giữa Chovy và Knight ở vị trí đường giữa. Chovy hiện là tuyển thủ của đội Dragon X, Á quân giải RCK Hàn Quốc. Knight là thành viên của nhà đương kim vô địch LPL Trung Quốc Top Esports. Từ sau khi các giải đấu quốc nội kết thúc, người hâm mộ Liên minh Huyền thoại trên toàn thế giới đã phần nào mong chờ cặp đấu này vì cả Knight và Chovy đều là những tuyển thủ trẻ xuất sắc. Do Top Esports là hạt giống số 1 Trung Quốc, trong khi Dragon X là vị trí số 2. Những lá thăm may rồi đã đưa hai đội cùng vào bảng D, qua đó tạo nên kèo đấu như trong mơ, Chovy và Knight. Tại đội tuyển của mình, cả Knight lẫn Chovy đều là đầu tàu trong đối chơi. Dù vậy, phong cách thi đấu của cả hai tuyển thủ có đôi chút khác nhau. Knight là tuyển thủ có kỹ năng rất cao. Anh thường xuyên được ban huấn luyện Top Esports đặt vào tay những vị tướng giàu sát thương và có khả năng gánh đội về giai đoạn sau của bán đấu. Chỉ các lựa chọn tướng này mới có thể giúp phát huy tối đa tiềm năng của tuyển thủ 20 tuổi. Trong mùa giải LPL mùa hè năm 2020, Knight thường xuyên cầm các quân bài có thể vừa đè đường đối phương sớm, vừa đảm bảo lượng sát thương cuối trận như là Syndra hay Orianna. Syndra chính là tướng làm nên tên tuổi của Knight. Cầm trong tay cô nàng bắn bi này, chùm đường giữa Trung Quốc thi đấu vô cùng bay với những cú làm choáng trí tử và các tình huống dồn sát thương được tính toán chuẩn xác. Trong trận chung kết LPL, Knight lựa chọn tướng thủ Syndra và trực tiếp mang về chiến thắng cho Top Esports ở ván đấu cuối cùng. Tuy chỉ tập trung dùng tướng sát thương, nhưng Knight có thể đánh tốt nhiều tướng gánh đội khác nhau, khiến anh rất đa dạng trong cấm chọn. Tại vòng playoff LPL vừa qua, những màn trình diễn của Knight với Zoe và Lucian là rất ấn tượng. Thi đấu xuất sắc trong vai trò sát thương chính, Knight có 11 lần giành MVP ở vòng bảng LPL, sau đó đạt luôn danh hiệu MVP cả giải, bên cạnh chức vô địch Trung Quốc. Cũng được biết đến với trình độ cá nhân rất cao như Knight, nhưng Chovy lại có một lối đánh khác phù hợp hơn với đội tuyển Dragon X cũng như môi trường LCK Hàn Quốc. Siêu sao 19 tuổi từng ưu tiên những lựa chọn tướng như là Azir, Twisted Fate, Galio, Seth và Sylas. Các tướng này không có quá nhiều sát thương để chèn ép đối thủ vào đầu trận đấu. Thay vào đó thì điểm mạnh của chúng là khả năng đảo đường, hỗ trợ đồng đội và gây đột biến trong giao tranh nhờ những chiêu cuối mạnh. Trong đội hình của Dragon X, xạ thủ Dep mới là nguồn sát thương chính chứ không phải là Chovy. Vì vậy, vai trò của Chovy trong trận đấu là cố gắng di chuyển rộng, chớp thời cơ vô hiệu hóa chủ lực đối phương để tạo khoảng trống cho xạ thủ của mình xả đạn. Với phong độ đang lên cao ở mùa giải này, Chovy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó vô số lần để giúp Dragon X xếp nhì vòng bảng và đạt ngôi Á quân LCK mùa hè 2020. So sánh Knight và Chovy thì quả là khó khi cả hai đều xuất sắc là mảnh ghép quan trọng trong đội hình của Top Esports lẫn Dragon X. Xem về chỉ số cá nhân, Knight có bảng điểm đẹp hơn với KDA là 7,2 so với 4,2 của Chovy tại vòng bảng quốc nội. Tỷ lệ tham gia hạ gục ở vòng bảng của Knight cũng là 78%, trong khi con số này của Chovy là 68,1%. Dù vậy, các thông số này cũng chỉ là tương đối, vì rõ ràng Top Esports của Knight là đội mạnh nhất LPL và thường xuyên hủy diệt các đối thủ. Bề tướng rộng của Knight và Chovy cũng là yếu tố khiến kèo tay bo này trở nên hấp dẫn. Trước khi chạm mặt nhau ở chung kết thế giới, Chovy đã chọn 16 tướng khác nhau và Knight chơi đến 19 tướng tại mùa giải mùa hè vừa rồi. Với điểm rơi phong độ đang quá tốt hiện tại, Knight sẽ là người nhỉnh hơn. Tuy nhiên, tính đột biến cao trong lối chơi của Chovy khiến chênh lệch giữa hai tuyển thủ trở nên rất ít. Cặp đối đầu trực tiếp ở đường giữa này được dự đoán là sẽ đốt cháy sân đấu ở bảng D khi chung kết thế giới bắt đầu. Chovy và Knight, bất kể ai có lợi thế trước đối thủ cùng đường, sẽ tạo ra tiền đề cho đội tuyển của họ giành thắng lợi chung cuộc. Cặp đối đầu thứ hai tiếp tục là cuộc chiến giữa Trung và Hàn. Kanavi dù là người Hàn Quốc nhưng sẽ lại đại diện cho đội tuyển Jingdo Gaming, đọ sức với Canyon đến từ binh đoàn Damwon Gaming. Họ sẽ thi thố với nhau xem ai mới là chúa tể khu rừng tại bảng B chung kết thế giới sắp tới.
Canyon cùng Damwon Gaming tham gia chung kết thế giới 2020 với tư cách là nhà vô địch Hàn Quốc. Cả giải mùa hè vừa qua, Damwon đã hủy diệt LCK và tiến đến chung kết thế giới với tư cách hạt giống số 1. Chiến tích đó chắc chắn có đóng góp rất lớn của người đi rừng Canyon. Đánh mất phong độ ở giải mùa xuân vừa rồi, Canyon nhanh chóng quay trở lại vô cùng mạnh mẽ trong giai đoạn mùa hè. Chàng tuyển thủ 19 tuổi có thể thi đấu nhiều phong cách với đa dạng vị tướng trong rừng. Theo thống kê thì Canyon đã chơi từ tướng sát thương vật lý như là Lee Sin, Olaf, Rek'Sai, tướng sát thương phép như Nidalee, Karthus, Lilia cho đến chống chịu như là Seth, Trundle và Volibear. Bể tướng rộng cùng khả năng thích ứng tốt của Canyon giúp Damwon có những lượt cấm chọn linh hoạt và xây dựng nhiều chiến thuật khác nhau khiến đối thủ rất khó đoán. Trong trận đấu thì Canyon cũng đóng góp khá nhiều cho đội hình Damwon khi tỷ lệ tham gia hạ gục của anh lên tới 66,7% tại vòng bảng LCK mùa hè. Đa phần thì Canyon sẽ đánh xoay quanh siêu sao đường giữa Showmaker để tối ưu hóa phong độ đang rất khủng khiếp của người đồng đội. Lối chơi thông minh và hiệu quả của Canyon giúp anh đứng vào đội hình tiêu biểu của LCK mùa hè vừa rồi và tiến đến chung kết thế giới với khí thế đang lên rất cao. Nói vậy chứ đội hình tiêu biểu đó toàn người của Damwon thôi nên cũng không có gì đặc sắc. Sắp sửa đối mặt với Canyon tại chung kết thế giới sẽ là Kanavi, người đi rừng của Á quân LPL, Jingdong Gaming. Tuy chỉ mới là tân binh đánh chính ở mùa giải năm nay, Canavi đã nhanh chóng vụt sáng trở thành một trong những ngôi sao đi rừng xuất sắc của Trung Quốc. Thậm chí Canavi còn cùng đội tuyển lên ngôi vô địch LPL mùa xuân với một màn trình diện ấn tượng. Tại giải mùa hè vừa rồi, tuy chỉ về nhì chung cuộc sau top eSports, nhưng cá nhân Canavi vẫn là người đi rừng hàng đầu LPL. Tuyển thủ người Hàn Quốc cũng có lượng tướng đa dạng giống như người đồng hương Canyon. Tuy vậy thì Canavi thường ưu tiên lựa chọn tướng có nhiều sát thương thay vì lớp tướng chống chịu. Xu hướng này của Canavi thể hiện rõ qua lối chơi chung của Jingdong Gaming, đó là thi đấu xoay quanh siêu sao Canavi. Đặt lên bàn cân xem xét, Canyon và Canavi, người tám lạng kẻ nửa ký, vì cả hai đều có điểm mạnh riêng. Đối với Canyon, đó là sự đa dạng trong lối chơi. Anh vừa có thể đánh chủ động, tấn công liên tục, cũng như sẵn sàng chọn tướng chống chịu để tập trung kiểm soát mục tiêu, hỗ trợ đồng đội. Còn Canavi là trung tâm của Jingdong Gaming, tuyển thủ này sẽ thường xuyên cướp rừng đối phương bằng các tướng mạnh sớm như là Lee Sin, Olaf hay Nidalee. Một điểm khác biệt lớn giữa hai tuyển thủ đó là Canavi chơi được các tướng xạ thủ đi rừng gánh đội. Trong cả mùa giải LPL mùa hè, Canavi chọn Grave 10 lần, Kindred 6 lần và đều có tỷ lệ thắng trên 50%. Trong khi đó thì Canyon chỉ chơi đúng một trận Grave tại LCK mùa hè 2020 và đã để thua. Canavi và Canyon cũng có những vai trò, nhiệm vụ khác nhau trong đội hình. Vì thế cặp đấu tại chung kết thế giới sắp tới có lẽ sẽ không phải là kèo đấu kỹ năng mà đó là cuộc đọ trí lực cũng như tâm lý chiến giữa hai tuyển thủ đi rừng hàng đầu thế giới hiện tại. Và đó cũng là kết thúc của video eSports tuần này. Nhắc nhẹ cho mọi người, sẽ còn hai kèo đấu đáng chú ý nữa tại chung kết thế giới 2020 sắp tới. Mi Game eSports sẽ mang đến cho mọi người sớm thôi. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích, đừng quên cho Mi Game eSports một share, một like và một subscribe để ủng hộ tụi mình nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye!